Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về chương trình Aerobe đến từ dự án uh, Dockchain uh, Đồng token có ký hiệu là DC và giá trị hiện tại của nó đang tăng trưởng rất là mạnh Đã được list ở trên một số sàn lớn như là sàn MEXC hay là Uniswap Rồi là sàn Quickswap hỗ trợ mạng Dockchain nha các bạn Đấy thì... À, vừa qua thì cái mạng Dog trên này nó rất là hot và mình cũng đã làm video hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn cách sử dụng cái mạng này rồi và chúc mừng cho những bạn nào mà đã chơi cái hệ Dock ở trên cái nền tảng của Dog trên này thì chúng ta đều được airdrop trong cái khoảng thời gian này các bạn này. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 8 cho tới ngày 23 tháng 8 năm 2022 ấy. Các bạn tham gia vào uh, nền tảng của Dog trên uh, tham gia mua bán uh, nạp nạp Dog vào À, cái nền tảng của nó thì các bạn sẽ đều được nhận EROP nhé Và tùy vào số lượng thì cái số lượng EROP nó sẽ khác nhau Và nếu như các bạn tham gia càng nhiều ấy thì cái giải thưởng uh, Dogecoin nó sẽ là càng lớn nhé các bạn Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé Để có thể kiểm tra được số dư cũng như là phần thưởng uh, Dogecoin trên của các bạn ấy, Thì các bạn truy cập vào trang bridge.dogechain.doc này, gạch xuống EROP này Thì mình sẽ đặt link ở phần mô tả cho anh em tham khảo nhé sau đấy thì nó sẽ có nút claim ở đây các bạn à, nhấn vào nút claim để có thể là à, nhận được cái phần thưởng đồng doc coin này nhá à, à sau khi mà các bạn nhận thưởng ấy thì các bạn sẽ thấy là cái đồng token nó sẽ trả về ở trên ví là ví metamask của các bạn đây các bạn sẽ thấy này ta sẽ mở ra cho nó nhìn cho nó dễ này đây các bạn sẽ thấy là cái giao diện của mạng blockchain nhá chúng ta sẽ phải add cái mã token đó là token blockchain đúng không đây các bạn vào đây này các bạn vào cái mục contract ấy. các bạn lấy cái contract của 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 blockchain token các bạn copy lại sau đấy thì chúng ta có thể add cái token vào đây. Các bạn nhập token này. Các bạn add vào này. Chưa copy được à. Đây các bạn nhấn vào nút copy này. Sau đấy các bạn add nhé. Mình sẽ đặt cái contract này ở phần mô tả cho anh em. Để anh em add token. Đấy nó sẽ tự động thêm cái ký thị, ký hiệu và số thập phân. Các bạn nhấn thêm tùy chỉnh. Ở đây thì mình đã claim rồi nhé các bạn. Thì số dư của mình là 5.775 thì hiện tại thì có nhiều cách để có thể uh, quy đổi được cái đồng DC này sang USDT và cách uh, mà mình khuyến cáo các bạn sử dụng là nạp lên sàn MEXC để có thể giao dịch ở đây thì các bạn vào tài sản này vào tổng quan ví này các bạn uh, tìm kiếm cái mục đó là mục DC đồng token Dogecoin đây các bạn sẽ thấy là đây Dogecoin nó nằm đây nhé ký hiệu là DC này Các bạn nhấn vào nạp token này Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ nạp thông qua cái mạng là mạng blockchain nhé Các bạn nhấn vào Thì các bạn sẽ thấy là cái địa chỉ nó nằm ở đây Chúng ta copy cái địa chỉ của nó Sau đấy các bạn nhấn vào nút gửi để có thể gửi toàn bộ số lượng DC Đấy các bạn nhập cái ví mà chúng ta à, đã copy ở trên sàn MSC ấy. Sau đấy thì các bạn nhập tối đa số lượng này các bạn có thể nhập tối đa số lượng nhé. Các bạn có thể bỏ cái số lẻ đi. Sau đấy các bạn nhấn tiếp tục. Chúng ta sẽ cần phải có một ít đồng doc. Tức là đồng doc ở trên ví metamask ấy, trên mạng của uh, doc trên ấy để làm phí giao dịch. Sau đấy các bạn nhấn xác nhận. Mạng nó cũng khá là nhanh thôi, nó khá là khá là ok. Thì sau khoảng tầm từ 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ nạp thành công số lượng token DC của chúng ta lên sàn msc. Thì bây giờ chúng ta chờ đợi một chút nhé. Ok. Ở đây thì uh, mạng trên uh, nó nạp khá là nhanh các bạn này. Sau tầm uh, 3 phút thôi. Thì là cái token nó đã được nạp vào sàn. Mình hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch luôn nhé. Các bạn có thể vào cái mục tài sản này. Ở đây thì uh, được khoảng tầm 5 đô. nhưng mình giao dịch rất ít thôi. Nhưng mà được khoảng tầm 6 đô, 7 đô này anh em này. Giá nó tăng ghê quá. Nhờ. Đấy thì các bạn có thể hoàn toàn vào phần giao dịch ngay này. Đấy, các bạn nhấn đồng ý này. Đấy thì các bạn sẽ thấy là nó đỉnh điểm nó là 0.001 cơ, 17 cơ, 179 cơ. Đấy, hiện tại thì nó đang giá khá là ghê gớm nhỉ. Đấy các bạn có thể chọn giá giá mua này. Sau này các bạn bán toàn bộ số lượng token. Ở đây mình được 7 đô, các bạn mình bán DC. Thì uh, đợi một tí thôi nó sẽ khớp lệnh và nó trả USDT về. Số dư là 7 đô các bạn này. Đấy, rất là đơn giản thôi Nói chung là chúc mừng cho những bạn đã tham gia vào cái mạng blockchain trên này nhá những bạn nào mà chưa biết về mạng đó trên thì các bạn có thể xem lại cái video của mình mình đã làm video hướng dẫn rất là chi tiết về cái mạng này rồi Tuy nhiên thì hiện tại thì uh, cái chương trình Aerop thì nó đã kết thúc rồi và uh, Và chúng ta có thể tham khảo cái mạng này để có thể uh, là tìm kiếm những cái cơ hội thôi ok Chúc mừng cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.